chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứ Trúc Ly nha. Hôm nay là tối ngày 1 tây tháng 3 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu cặp én nha. Này là sứ ghép chim én. Én này rất là sai hoa nha, hoa 10 cánh. Cặp này với giá là 160 nha cô chú anh chị. Cái này là giá nhà vườn nha cô chú anh chị, cho nên phí ship người mua trả giùm con nha. Vườn con gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhổ cây Viettel á. Ship nhổ cây Viettel thì mình được nhận hàng thanh toán nha. Viettel với Phương Trang là cần ký đính phí ship nha. Con sẽ giới thiệu từng cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây thứ nhất nè. Cây thứ nhất này có 5 bo nha cô chú anh chị. Cái này hoành cũ nó tầm 4 mấy á. Cây thứ nhất nè. Có mấy cái bo này rất là lạ luôn. Tàn đẹp luôn nha, bo dài luôn. Cây thứ hai. Cây thứ hai thì có bộ củ đẹp. Cây thứ hai cũng 5 bo luôn, hai cây này cũng 5 bo hết. Cây thứ hai thì nó chưa có ra tàn hung, cái này mình về mình xịt thêm Atonix hoặc là N3M á. Về là nó cái đợt nó phóng lên nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm én thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con nha.